Namaste. Chào mừng các bạn đã trở lại với bài tập cùng Hằng Nga. Hôm nay Hằng Nga sẽ hướng dẫn các bạn 5 bài tập giúp chúng ta mở khớp háng cực kỳ là hiệu quả. Và một số bạn sẽ hỏi với Hằng Nga rằng tại sao mình lại cần mở khớp háng để làm gì, đúng không ạ? Hằng Nga sẽ có câu trả lời ngay cho chúng ta đây. Đó là vì sao chúng ta lại cần phải mở khớp háng, đúng không ạ? Đó là cái việc khi mà chúng ta mở khớp háng sẽ giúp cho toàn bộ cái vùng xương chậu của chúng ta, máu huyết sẽ được lưu thông ở vùng ở khớp xương chậu, cũng như sẽ lưu thông toàn bộ trong vùng các cơ thể của chúng ta. Và khi các bạn mở được khớp háng rồi thì chúng ta sẽ có một khớp háng linh hoạt hơn, cũng như là sẽ có một cơ thể mềm dẻo và linh hoạt hơn. Còn một điều này nữa đặc biệt tốt đối với các bạn nữ, đó là cái việc chúng ta mở khớp háng sẽ giúp cho các bạn giảm được những cái triệu chứng trong các cái thời kỳ những ngày đèn đỏ, đúng không ạ? Giúp cho chúng ta giảm cái triệu chứng đau bụng kinh, rồi giảm cho chúng ta một cái cơ thể mềm dẻo và linh hoạt hơn. Và bây giờ bạn đã sẵn sàng rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với 5 bài tập mở khớp háng nhé. Đó là bài tập thứ nhất, đó chính là tư thế đè hông. Chúng ta sẽ bắt đầu trong tư thế nào? Bắt đầu từ tư thế chó giữ mình, hít vào, thở ra bằng nước chân phải, sát cổ tay phải, hạ gối chân sau, duỗi mũi bàn chân. Nào bạn hãy chỉnh cho cẳng chân phải của bạn vuông góc với thẳng, bàn chân trái phía sau, bạn hãy hạ mũi bàn chân xuống. Và nếu như các bạn là người mới, chúng ta sẽ sử dụng hai bên gạch, các bạn sẽ chống hai bên gạch ở hai bên nhé. Đó, bạn sẽ chống hai bên gạch ở hai bên và hãy cố là chúng ta đẩy ngực của mình lên. Bạn sẽ giữ ở trong tư thế này 60 giây nhé. Đó, để ngực lên, giữ trong tư thế này 60 giây. Đó. Và nếu như các bạn tập lâu rồi thì chúng ta có thể bỏ bên cạnh ra ngoài. Có rất là nhiều lựa chọn, các bạn sẽ có thể đặt tay lên đây, luôn luôn đẩy ngực của mình lên, đặt tay lên đầu gối. Hoặc là các bạn tập lâu rồi, hai tay của bạn sẽ tự chạm xuống ghế thảm. Đó, giữ trong 60 giây. Rồi, chúng ta đổi lên, thu chân, bước chân dày, đẩy lên chó giữ mình. Đổi bên, hãy luôn luôn nhớ đổi bên cho các bài tập. Bước chân trái lên, hạ gối chân phải phía sau, duỗi mũi bàn chân. Người mới hãy đặt hai tay của chúng ta lên hai bên gạch, đẩy ngực lên, nâng ngực, đẩy ngực lên, cẳng chân phải trái, cẳng chân trái phía trước vuông góc với thảm. Hoặc các bạn tập lâu hơn có thể lựa chọn đặt hai tay lên đầu gối. Đó, các bạn hãy nhớ nhá, mình không cố gắng ấn cái đầu gối của mình xuống đâu, bạn cứ thả lỏng khớp hông ra mà nó sẽ tự chìm xuống. Rồi các bạn tập lâu, hai tay nó sẽ tự chạm xuống thẳng, đẩy ngực, nâng ngực lên. Đó là bài tập thứ nhất, tư thế đè hông. Bài tập thứ hai đó là tư thế con thằn lằn. Vẫn trong tư thế đè hông này, các bạn sẽ hạ thử tay của mình xuống, đang ở phía bên chân trái của bạn bước lên thì bạn sẽ hạ từ tay của mình xuống má trong của bàn chân trái. Nếu các bạn thấy căng, người mới căng, chúng ta hãy sử dụng viên gạch hỗ trợ, bạn sẽ sử dụng hai viên gạch đó, và chúng ta hãy đặt tay lên, thử tay lên hai viên gạch nhá. Đó là tư thế con thằn lằn, bạn cũng sẽ giữ tư thế này trong 60 giây nhá. Rồi, và chúng ta hãy nhớ đổi bên. Đổi bên nào, chống hai tay xuống, bước lùi chân về sau, trở về chó giữ mình. Rồi chúng ta đổi bên, bước chân phải lên, tư thế cong thẳng lằn. Người mới căng hãy chống hai tay lên hai bên gạch. Đó, chống hai tay lên hai bên gạch nhé. Đó, các bạn sẽ chống hai tay lên hai bên gạch cho nó đỡ căng. Đó, hãy nhớ là chúng ta hãy đẩy ngực lên, úp vùng đùi bàn chân sau xuống. Còn nếu mà tập lâu rồi, rồi chúng ta sẽ bỏ ra nhé. Đó là tư thế thứ hai, đúng không ạ? Rất là thoải mái. Đó là tư thế con thằn lằn. Rồi, khác thế, chúng ta sẽ giữ 60 giây nhé. Rồi, mình khác thế. Và chúng ta sẽ đến với bài tập thứ ba, đó là tư thế con công. Bạn sẽ bước cẳng chân trái của mình lên, hạ ngang cẳng chân xuống. Hãy nhớ là úp mông đùi phía chân phía sau lên, cẳng chân phải bạn đưa về phía trước, úp mông đùi phía sau. Chúng ta có thể hạ ngang cẳng chân để lên cao hơn một xíu. Và nếu các bạn cảm thấy căng nhá, sẽ sử dụng viên gạch, bạn sẽ kê cái viên gạch lên. Đó, kê viên gạch lên đến mông của mình nhá, mông lên, kê viên gạch lên mông của mình. Đó, một số bạn
mà thì căng thì sẽ kê bên cạnh bên cái mông của mình đó, để làm sao cho hai cái mông nó ngang nhau như này đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục, nếu không cần sẽ bỏ nguyên nhạc ra, mà các bạn sẽ có thể rất là nhiều biến thể bạn chống hai tay ở bên ngang không đó, đẩy ngược lên, luôn luôn đẩy ngược lên nha, trong các tư thế này đẩy ngược lên, hoặc là bạn sẽ có lựa chọn đó là ta vươn người về phía trước, chán chạm xuống thẳng. Bài tập này bạn cũng sẽ giữ trong vòng 60 giây nhé. Rồi chúng ta thoát thế nào, chống hai tay, đẩy người lên, bước lùi chân về sau, chó giữ mình, và sau đó chúng ta đổi bên, bước cẳng chân trái lên. Rồi hạ ngang cẳng chân trái nào, úp mũi bàn chân phải phía sau, giữ mũi bàn chân. Bạn cũng có thể nếu căng, các bạn sẽ sử dụng viên gạch nhé. Chúng ta sẽ đặt viên gạch xuống dưới hông nào, đặt viên gạch xuống dưới hông đó các bạn. Có rất là nhiều biến thể, chúng ta sẽ chống hai tay lên, đẩy ngược lên, luôn luôn đẩy ngược lên nhá, đẩy ngược lên, hoặc thẳng, hông không cứng thì khớp hông cứ hàng, chúng ta mềm hơn bạn sẽ bỏ viên gạch ra, chống hai tay lên, hoặc các bạn có thể vươn người về phía trước và chán chạm xuống thẳng. Hãy nhớ úp đôi mông đủ phía sau của chúng ta lên, và đặt này sẽ giữ trong vòng 10 giây nhé. Rồi và chúng ta thoát thế nào, hai tay chống xuống, nâng người lên, rồi hai chân. Bài tập thứ 3 đó là tư thế gập trước. Các bạn hãy duỗi thẳng hai chân của mình về phía trước, giữ mũi bàn chân lên. Mà trong trường hợp này, nếu người mới căng, các bạn sẽ sử dụng sợi dây tọc nhé. Đối với người mới, chúng ta sẽ sử dụng sợi dây tọc, chúng ta vòng qua cái bàn chân của mình. Nào, bây giờ bạn hãy đẩy ngược lên, thẳng lưng lên, hai tay cũng được nắm lấy đầu sợi dây. Và mình hãy giữ cho lưng thẳng. Rồi chúng ta hãy từ từ hít vào, thở ra bạn gập xuống. Nhưng hãy nhớ rằng là luôn luôn là giữ cho lưng thẳng. Nếu như bạn tập lâu rồi, đó, nó mềm hơn thì chúng ta hai tay mình nắm lấy cái bàn chân này rồi chúng ta gập xuống. Luôn luôn là gập, có điểm gập này. Khi bạn thấy là nó căng với lưng mình muốn gù xuống, chúng ta không gập nữa xuống mà mình giữ tại đây thôi. Còn nếu bạn còn khả năng đó, lúc đó chúng ta mới rồi mình gập xuống như thế này. Tùy theo khả năng nhé, cơ địa của mỗi người bạn sẽ có cái mức gập cho phù hợp. Rồi thoát thế nào, chúng ta giữ 60 giây nhé. Ý nghĩa là 60 giây, hít vào, nâng người lên, thở ra. Bài tập thứ 4 đó là chúng ta sẽ co chân phải trái của bạn lại, áp vào má trong của đùi chân phải, hít vào, hai tay vươn lên, vươn dài, lưng kéo dài cột sống, thở ra. Hai tay bạn nắm lấy bàn chân phải của mình, dựng mũi bàn chân của ta lên, đẩy ngực thẳng lưng. Nếu bạn căng chúng ta sẽ dừng ở đây, đây nhá. Nếu còn khả năng này, hít vào này, thở ra, người này bạn phải tập thêm một xíu nữa. Nếu căng thì thôi, nếu thấy lưng bạn gù sẽ không tiến nữa nhé. Còn là bạn chúng ta tiếp tục mình gập xuống. Rồi bạn sẽ giữ ở đây trong vòng 60 giây nhé. Ít nhất là 60 giây. Rồi thoát thế nào, hít vào, nâng người lên. Rồi chúng ta thở ra. Hay luôn luôn nhớ đổi bên nhé. Đổi bên nào, co chân lại, áp má trong của đùi chân phải vào đùi trái, hít vào, hai tay vươn lên, đẩy ngực thẳng lưng, thở ra, hai tay mình nắm lấy bàn chân trái của bạn. Rồi nếu bạn thấy căng chúng ta sẽ dừng tại đây để giữ cho lưng bạn thẳng. Nếu bạn còn khả năng tiếp tục, chúng ta mới gập người xuống. Nếu căng các bạn cũng có thể sử dụng sợi dây nhé. Rồi hít vào, mình thở ra, cũng một lần thở ra thôi, nên còn khả năng chúng ta mới gập thêm. Nếu căng chúng ta sẽ dừng lại, và nếu như bạn sẽ có thể chạm được chán của mình vào ống chân. Làm hãy giữ ít nhất trong vòng tối thiểu 60 giây. Thoát thế nào, rồi khi bạn tập thì hít vào, nâng người lên. Rồi chúng ta thở ra. Và bài tập cuối cùng, bài tập thứ 5 đó là tư thế con bướm. Tư thế con bướm, hai chân của bạn chuồng sát lại, hai tay chúng ta ôm lấy mũi bàn chân. Rồi bạn hãy đẩy ngược lên, giữ lưng thẳng, và chúng ta thả lỏng đôi chân. Đó là tư thế con bướm. Tư thế này bạn sẽ tối thiểu trong vòng 60 giây nhé. Tư thế rất là dễ chịu đúng không ạ? Tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Và bây giờ Hằng Nga vừa mới hướng dẫn các bạn thực hiện 5 bài tập giúp cho chúng ta mở khớp hông, khớp háng,
Và bạn nếu bạn thấy bài tập hữu ích, đừng quên hãy bấm like và hãy chia sẻ những bài tập này cho những bạn xung quanh của mình để chúng ta cùng luyện tập nhé. Và nếu như bạn muốn rằng là ngày nào cũng nhận được các video bài tập của Nga, hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh trên kênh YouTube nhé. Bấm vào cái nút hình quả chuông màu đỏ phía dưới video đấy. Và cũng đừng quên theo dõi trong fanpage của Nga, Trang Nguyễn Hằng Nga Yoga. Hằng Nga xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo. Namaste.